Sự thật ít người biết về giảm cân bằng tiêm tan mỡ và những biến chứng khôn lường có thể xảy ra. Sau 8 lần tiêm chất tan mỡ vào vùng nọng cầm, chị TNT quê Đồng Nai phải tìm đến bệnh viện vì vùng tiêm đau nhức, sưng thành từng khối lớn. Sau thăm khám, chị T được chẩn đoán áp xe, hoại tử lan khắp vùng cổ, không xử trí cấp cứu có thể dẫn đến nhiễm trùng huyết, nguy hiểm đến tính mạng. Bác sĩ khẳng định đến nay chưa hề có nghiên cứu lâm sàng nào cho thấy kết quả từ phương pháp tiêm tan mỡ, massage tan mỡ. Thực chất, mỡ trong cơ thể chúng ta tồn tại dưới dạng đặc. Khi tiêm chất làm tan, mỡ chuyển sang thể lỏng, cơ thể đối mặt với nhiễm độc. Thận và gan không có chức năng bài tiết mỡ, nên sự đào thải mà chị em thấy không phải là mỡ mà là cơ thể đang đào thải độc tố. Được biết, sau mỗi lần tiêm tan mỡ, khách hàng sẽ được hướng dẫn sử dụng một số sản phẩm làm tăng cường khả năng bài tiết nước trong cơ thể, nhuận tràng, lợi tiểu. Đó là lý do vì sao hầu hết chị em thực hiện tiêm tan mỡ đều cho rằng cơ thể có nhỏ hơn, mỡ giảm, cân nặng giảm. Cùng lúc đó thì cơ thể cũng xuất hiện tình trạng mệt mỏi, mất sức. Để kiểm soát các tai biến có thể xảy ra, chị em chỉ nên đến bệnh viện có chuyên khoa phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ, tuyệt đối không hút mỡ bụng tại spa, thẩm mỹ viện hoặc phòng khám. An toàn là yếu tố phải đặt lên hàng đầu trước khi muốn đẹp lên chị em nhé. Tham gia group Tâm sự Dao Kéo để cập nhật kiến thức phẫu thuật thẩm mỹ Việt Nam.